Nhân xin chào cô chú anh chị. Ở video này Nhân giới thiệu đến cho cô chú chị mình một lô đất với cái diện tích là cực kỳ đẹp luôn. Ngang 5, dài 18. 5-18 nha cô chú anh chị. Nó sẽ từ cái cột mốc hiện tại nè, nó qua tới cái cột mốc bên đây cũng có sẵn luôn, là 5m. Sâu vào 18m là nó sẽ đụng đích với căn nhà đó đó. Nó từ căn nhà đó nó qua có cái cột mốc có sẵn luôn nè. 5-18, 90m2 rất là sướng chị. Nếu mà xây nhà lên thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Cái lô đất của mình á, là nó sẽ có được cái vỉa hè lên tới 3m. Thì cô chú chị mình có xe hơi là mình đậu trước nhà thoải mái vô tư luôn. Đồng đường là 6m nè. Vỉa hè hai bên mỗi bên 3m là cái đường mình lên tới 12m, thể hiện trong sổ đàng hoàng nha. Đường 12m. Cái hướng của lô đất này á, là hướng Tây, cho nên cô chú chị là thuộc cung mạng Tây Tứ Trạch là sẽ hợp luôn đó. Và hiện tại cái lô này thì sổ hồng có sẵn đó, công chứng sang tên liền. Hiện tại là chủ đang kêu cái giá là nó chỉ có 1 tỷ 400 triệu. Nè, 1 tỷ 400 triệu. Cái thời điểm mà nó sốt mà kêu đỉnh điểm hồi của năm rồi thì cái lốc này cũng như là cái lốc bên đây thì cái giá là nó rơi vào tầm 1 tỷ 8, 1 tỷ 8 một lô, tức là nó rơi vào tầm khoảng 20 triệu mét vuông. 20 triệu thì cái đó là cái giá theo Nhân biết là cái lô cuối cùng thôi, nhưng mà có những bạn bán hơn, bán là khoảng 1 tỷ 9 đó, trong hai cái lốc này. Nhưng mà thời điểm hiện tại xuống là chỉ còn có 1 tỷ tư thôi đó, 1 tỷ tư của chú chị. Thì bây giờ là thứ nhất là mình sẽ gần cái quỹ đất của trung tâm thương mại. Đây là 1,7 hectare, gần 2 hectare của quỹ đất trung tâm thương mại nè. Đó, ở đây nó sẽ có một cái công viên nè. Nó mình rẽ bên trái là mình sẽ đi vào trong cái hướng 7 Kiều Quang. Còn ở đây mình rẽ tay phải, xong mình đi ra đường TC3 này, rẽ tay trái đi ra cổng nè. Còn ở đây là đường KT11, đường kênh. Thì mình cũng rẽ tay phải là chạy vào 7 Kiều Quang. Tính từ vị trí này mình đi vô 7 Kiều Quang nó tầm khoảng chừng 300m thôi. Còn nếu tính từ vị trí này mình ra tới ngoài cổng chính của khu dân cư Cát Tường Phú Sinh của mình á. Cát Tường Phú Sinh thì thuộc của cái khu này thuộc của xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An. Thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 500m rồi, ra tới cổng. Cái khu này có thể tạm gọi là cái khu trung tâm của khu Phú Sinh của mình. Ở đây là nó sẽ đi ra kênh KT1, kênh Hồng Trăng. Nó tầm khoảng chừng 50m là tới, không tới 50m đâu. Nó đây mình nhìn thấy luôn nè, đó, xe ta đang chạy đó. Ở đây có một cái quán cà phê rất là lớn ha, đó, bán đồ ăn thức uống rất là ngon. Đó, đây là dân cư ở đông nè, đối diện mình nè. Có 3 căn nhà, còn xung quanh thì nhà đông kín hết rồi. Đó, nhà rất là nhiều nhà rồi. Còn ở đây là cái quỹ đất trung tâm thương mại cho nên nó sẽ trống nè. Đó, sau này người ta sẽ làm trung tâm thương mại, chừng nào ta làm thì không biết. Thì nói chung cái đó mình bỏ qua. Nhưng mà trước mắt mình có một cái lô đất với cái diện tích đẹp và cái giá nó cực đẹp đó, so với cái thời điểm hiện tại bây giờ của chú chị. Nó giảm tới mấy trăm triệu so với cái đợt sốt, rất là kinh khủng. Cái lô này mà con chú chị mình mua về mình xây nhà là thôi khỏi bàn cãi. Đó, với cái diện tích này nó cực kỳ khủng. Đây cũng 5x18 nè. Người ta xây một cái sân, nó chừa sân xe hơi nè, rồi xây nhà lên. Đó, rất là sướng luôn. Cái lô này thì mình so với cái tầm giá thì hiện tại là nó rơi vào tầm khoảng chừng 15 triệu mét vuông xíu. Đó, nhưng mà cái vị trí này thì nó quá tuyệt vời. Giống như so với đợt sốt thì nó giảm nó gần 5 triệu mét vuông, nó kinh khủng á. Nó rất là sướng nha chú gì. Rồi cô chú chị nào mà mình đang cần tìm một cái lô hướng Tây cũng như là thuộc cung mạng là Tây Tứ Trạch, và quan trọng nhất là cái tầm tiền dưới 1,5 tỷ thì cứ liên hệ trực tiếp liền cho Nhân. Bởi vì cái vị trí nó quá đẹp và cái giá hiện tại đang rất rẻ so với thời điểm năm rồi nha. Rồi cảm ơn cô chú chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để xem được nhiều video sau nữa. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại. Lô đất này thì cứ trực tiếp liên hệ liền cho Nhân nha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.